Chào mọi người, lại là Thúy nè. Tôi nghe rằng hồ đồn là chân gà có màu vàng vàng đang hot lắm đúng không mọi người? Nay mình chia sẻ cách làm chân gà uống muối siêu ngon siêu đơn giản này để các bạn có thể tự tay làm tại nhà, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh mà lại rất ngon. Thành phẩm chân gà vàng ươm, da giòn, ngấm gia vị đậm đà, rất là thơm. Ăn khi để lạnh là ngon nhất. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời nhấn đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video hấp dẫn hơn. Nay tôi mua được tí chân gà bự bự không này mọi người, trắng trẻo đẹp đẽ ha. Chân gà mình đã rửa sạch. Đường 40g, muối 40g, bột nghệ 2g, hoa tiêu xanh đỏ 4g, tiêu 2g, quế cây 1 đốt, hoa hồi 3 tai, bột ngọt 10g. Lá chanh, ớt. Cho 1,5 lít nước. Cho tất cả nguyên liệu vào hòa tan. Cho chân gà ngâm, ngập chân gà, ngâm 4 tiếng. Sau khi ngâm chân gà đủ thời gian, vớt chân gà ra đun sôi. Năn tăn. Cho chân gà vào. Đun sôi tắt bếp, ủ 5 phút. Vớt ra để nguội. Đóng túi hút chân không. Chân gà này mình đã để tủ lạnh được 1 ngày rồi. Ăn chân gà da rất giòn. Tập hôm nay Thủy xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.